Chào tất cả các anh chị, em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Gia Phúc Sen. Nói đến hợp tác xã Gia Phúc Sen thì hẳn là anh chị nào theo dõi lâu kênh bên em thì các anh chị cũng đều đã biết rồi. Thì hợp tác xã Gia Phúc Sen là một đơn vị rèn dao thủ công nổi tiếng, chuyên sản xuất các mặt dao bếp này, dao đi rừng và nông cụ. Hôm nay thì trong cái clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh chị, đấy là một cái mẫu dao, một cái bộ ba dao ba món mình chuyên để mình dùng trong gia đình này. Nếu mà mình dùng trong nhà hàng thì các anh chị cũng có thể là tham khảo cái bộ này nhá. Đó, một cái bản cán ốp nhìn kiểu dáng nó mới lạ này, bản cán ốp nhìn rất là, nhìn con dao nó rất là mềm mại, nó không quá thô này. Ở đây thì em sẽ có đầu tiên là một cái mẫu dao mã là DCX03 DCL03D. Thật ra thì bên em có rất là nhiều mẫu dao, thành ra là nhiều lúc em cũng hay bị nhầm lẫn một chút ấy, thì các anh chị thông cảm giúp em nhé. Cây này thì có mã là DCL03D. Hiện tại thì cái cây này là một cái mẫu dao chuyên để chặt gà và mình chặt sườn này. Cái dáng nó thì sẽ hơi, ở đây cái đầu nó sẽ hơi cụp xuống như thế này. Mình sẽ chuyên để chặt gà vịt và mình chặt sườn nha. Cây này thì bản nó cũng rất là nhỏ gọn thôi. Cái chiều dài lưỡi đây sẽ rơi vào khoảng 20cm thôi. Và bản rộng ở đây sẽ là 10cm ạ. Đó, ở đây thì sống dao này nó sẽ là 3 ly nha các anh chị ơi. Đó, 3 ly này. Đây, cán thì sẽ là cán ốp như thế này. Đó, sống dao đây ạ. Sống dao nó sẽ dài đến đây này. Và cán ốp hai bên như thế này. Đó, cán ốp hai bên như thế này ạ. Chốt 3 đinh rất là chắc chắn luôn. Mà cái bản cán ốp thì bao giờ nó cũng sẽ hơi nhìn nó sẽ hơi uốn lượn một chút. Trong này thì nó uốn lượn nó sẽ ít hơn. Tại vì là bên em tất cả thì đều làm thủ công ý, nên là nó sẽ không kiểu là dập khuôn như kiểu dập khuôn được. Đó, về cái lưỡi dao này thì chất liệu thì sẽ là thép nhíp xe ô tô Nga nha, đập rèn thủ công này. Đó, tất cả đều được đập rèn thủ công nhé. Nếu mà anh chị nào mà mình tinh ý, tinh mắt thì mình có thể là nhìn thấy luôn này. Những cái vết đập nó vẫn còn đang hằn ở trên cái lưỡi dao này. Đó, đây ạ. Đây, đây là một cái mẫu dao chuyên để chặt gà vịt và chặt sườn nhé. Anh chị tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu dao chuyên để thái ra lọc. Thường thì những cái mẫu dao thái lọc và những cái mẫu dao bầu lọc thì rất là được yêu thích và ưa chuộng và bán rất là chạy luôn. Bởi vì là một cái mẫu dao mình vừa thái được, mình vừa lọc được thì nó vừa có thể, nếu như nhà mình giả sử mà nhà mình làm cỗ ấy, bình thường là mình sẽ có một cái dao thái này, một cái dao bầu lọc này. Nhưng mà khi mà nhà mình làm cỗ, khi mà mình cần phải sử dụng nhiều đến những cái, chủ yếu là dao thái mình sẽ sử dụng nhiều này. Đó, thì mình có thể là mình dùng con dao lọc để mình thái luôn thì nó cũng rất là tiện. Đấy, đấy là một cái rất là tiện này. Ngoài ra thì tiện thì mình có thể là mình lọc nhẹ được luôn. Đó, thì một cái mẫu dao như thế này. Cái này thì em sẽ giới thiệu qua một chút về cái kích thước của nó này. Đầu tiên thì cái chiều dài lưỡi này nó sẽ rơi vào khoảng 22cm. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 7cm ạ. Và dày sống dao, dáng dao thái thì nó sẽ chỉ dày 1,5 ly thôi. Thường thì những cái mẫu dao thái thì bản nó sẽ mỏng hơn cái dáng dao chặt gà. Vì là mình thái, mình chuyên để thái ấy, thì thường thì nó sẽ mỏng hơn, để khi mình thái thì nó sẽ ngọt thịt hơn. Và mình thái thịt thì nó sẽ mỏng, nó ngọt thịt hơn ấy. Nó vừa, những cái mẫu như thế này thì mình có thể thái thịt này, mình thái rau củ quả này. Ngoài ra thì mình có thể là mình lọc nhẹ được luôn. Đó, ở đây thì cái phần cán này cũng là bản cán ốp nha các anh chị ơi, nó sẽ hơi uốn lượn một chút như thế này. Cầm nó rất là ôm tay này, khi mình cầm này nó rất là ôm tay luôn. Đó, và không hề bị trơn trượt gì nhá. Đấy, mình sử dụng về lâu về dài thì sẽ không lo là bị mối mọt hay là bị kiểu như là nó hay bị mục đó. Đó, thì các anh chị có thể là tham khảo cái mẫu này nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị, đấy là một cái mẫu dao chuyên để gọt hoa quả này. Chuyên để gọt hoa quả nhá. Và cái dáng ở đây thì nó sẽ là cũng là một cái bản cán ốp. Và một cái mẫu dao gọt hoa quả này thì có mã là GT04. Đó, GT04 mình sẽ chuyên để gọt hoa quả này. Ngoài ra thì mình có thể là mình lọc nhẹ luôn. Và cái phần lưỡi này nó sẽ hơi vát một chút các anh chị nhá. Đó, nó sẽ hơi vát để mình khi mà gặp những như kiểu là táo mà nó bị hỏng này, nó ôi hoặc là nó bị dập ấy, mình không thể sử dụng được
thì mình có thể là mình dùng để mình khoét đi thì nó cũng rất là tiện. Cái này thì bản nó rất là nhỏ thôi, chiều dài lưỡi thì chỉ rơi vào khoảng 20 cm, và bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 5 cm này, 4,5 thôi, cái này thì khoảng 4,5 thôi. Dày sống dao là 1,5 ly. Gọt hoa quả này, đó, gọt hoa quả như cái bản này mình cầm này, mình gọt hoa quả này. Đấy, cầm nó vừa tay, nó không quá to ấy. Gọt hoa quả nếu mà to quá thì khi mà mình gọt thì nó cũng rất là khó, kiểu nó không thuận tay ấy. Đấy, nó không thuận tay ấy các anh chị. Đó, thì em giới thiệu đến các anh chị ở đây là một bộ dao ba món cán ốp. Các anh chị mình dùng trong gia đình hay nhà hàng thì đều rất là tiện. Đấy, cái bản nó thì thiết kế này. Đó, thiết kế thì kiểu dáng này rất là đẹp này, và cái bản cán ốp nhìn nó rất là sang. Các anh chị mua làm quà tặng tân gia cũng được. Ngoài ra thì bên em cũng có rất là nhiều mẫu dao bếp. Các anh chị có thể là truy cập vào daofuxsen.vn hoặc là htx daofuxsen. Anh chị cũng có thể là gọi trực tiếp cho em theo số 0987 240 733 để được tư vấn chi tiết hơn các anh chị nhé. Hôm nay thì em Nguyệt xin phép tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip sau nhé. Xin chào.